Hi, xin chào tất cả các bạn, các anh chị. Mình là Nghĩa, Nguyễn Trọng Nghĩa, ở lại chung cư Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên mình chúc tất cả các bạn, các anh chị được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống nha. Và hôm nay em xin phép giới thiệu với các bạn, các anh chị một chiếc xe được rất là nhiều các cô chú, các anh chị quan tâm. Đó là cái dòng xe Exciter, nhưng mà là côn tự động. Có nghĩa là mình không cần phải bóp ra, bởi vì nó đâu có đầu bóp, nhưng mà vẫn chạy bình thường luôn nha các bạn, như xe số vậy đó. 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 Và với chiếc xe Exciter màu đen vàng côn tay, không có, chỉ có tự động thôi các bạn, không có côn tay, chỉ có côn tự động thôi. Thì với chiếc xe này rất là dễ chạy, ai chạy cũng được, lên đề máy vô số là chạy thôi nha các bạn. Đó, một chiếc xe Exciter rất là đẹp, rất là mới, màu đen vàng, nhìn nó rất là cá tính, rất là đẹp luôn, rất là mới. Xe này chạy được 15.000, xe còn mới cáo luôn, xe zin đầu nồi chưa rớt luôn nha các bạn. Và mấy cái xe này khi các bạn, các anh chị tới đây, các bạn, các anh chị cứ thử test các kiểu, thử thoải mái luôn. Và được cái là xe là hồ sơ cầm tay có sẵn, hồ sơ cầm tay có sẵn luôn. Khi các bạn, các anh chị tới là chỉ có bấm biển số liền. Và bây giờ em sẽ bật công tắc lên, lên máy cho các bạn nghe nghe nghe. Thì thầm, máy thì thầm một chút. Rất là mạnh mẽ, máy rất là êm. Với chiếc xe này hồ sơ cầm tay thì khi các bạn, các anh chị mua, nếu mà biển số, nếu mà các bạn, các anh chị ở thành phố á, thì chúng ta sẽ bấm biển số liền ra tên ngay luôn. Còn nếu như các bạn, các anh chị ở tỉnh thì chuyển về tỉnh nhà, huyện nhà, rồi là bấm biển số ở tỉnh nhà, huyện nhà liền luôn nha các bạn. Hơn thì nó ra biển số đẹp, còn nếu mà không á, thì nó ra là chính chủ, chúng ta đứng tên liền luôn. Đó, được cái mà bấm biển số ngay, hồ sơ cầm tay sẵn rồi các bạn. Và với chiếc Exciter màu vàng đen này còn khá là đẹp này, thì em mong muốn bán với giá là 43 triệu cho chiếc Exciter màu đen vàng nha các bạn. Rồi, em xin cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều. Và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn, các anh chị chiếc xe Future. Đây là chiếc xe Honda Future màu xám không chuột, hay là còn gọi là màu bi các bạn. Và với chiếc xe Honda Future này thì phù hợp cho các cô chú, các anh chị lớn tuổi, lớn tuổi thì đi nó sẽ rất là đẹp và nó rất phù hợp, bởi vì nó rất là vui. Cái xe Future này thì nó đi nó rất là bền, máy móc thì cực kỳ êm luôn. Xe thì rất là sạch sẽ, máy móc thì liền là đen sạch sẽ. Mua về là đi liền xe chính chủ, bao phí giấy sang tên toàn quốc luôn. Và với chiếc xe này nó mang biển số là 51U80478 9 nút. Và 9 nút thì mình cũng mong muốn bán với giá là 1.818.000 đó các bạn. 18 triệu nha các bạn. Rồi, em xin chân thành cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều. Và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn chiếc xe. Chiếc xe này là cái chiếc xe Honda Wave 3. Đó. Chiếc xe Honda Wave 3 nhỏ lắm em, quen pha còn rất là đẹp luôn, đầu hồi là kim chưa rớt, quen pha nhỏ, quay nhỏ lắm đen, kim nguyên bản luôn, sơn zin, tem zin. Xe này hồ sơ cầm tay luôn nha các bạn, hồ sơ cầm tay luôn. Máy móc thì là tự nhiên là cực kỳ anh dũng luôn. Và với chiếc xe Honda Wave 3 này thì mình mong muốn bán với giá là 23.500.000, zin từ A đến Z, zin nguyên bản luôn nha các bạn. Đó, xe Honda Wave 3 đầu nồi zin nguyên bản luôn, 23.500.000, 23 triệu bán luôn. Hồ sơ cầm tay các bạn, các chị mà về đó là bấm biển số liền.
hơn hơn ra biển số đẹp luôn, số đẹp và giá trị giống các bạn. À, kế nữa các bạn xin giới thiệu với các bạn các chị chiếc xe Honda Fusionel, Fusionel đời 2009. Kế nữa là một cái chiếc xe mình muốn giới thiệu đó là chiếc xe Honda Vision. Đó,
là cái chiếc xe Honda Vision. Chiếc xe này là Honda Vision là rất là phù hợp cho các bạn học sinh cũng như là sinh viên, cũng như là các gì các chị mà đi chợ thì lấy mấy cái xe Vision này đi thì nó cực kỳ lợi xăng. Honda Vision là được hãng công bố là cái xe mà lợi xăng nhất trong cái dòng tay ga của Honda đó. Thì với chiếc xe Honda Vision này đi rất là ngon, FV phun xăng điện tử mà nó nhỏ gọn nữa thì nó rất là ngon. Rồi em này mang biển số là 59E133744, rất là phù hợp cho các bạn học sinh, sinh viên. Và với chiếc xe Honda Vision này tuyệt đẹp này thì mình mong muốn bán với giá là 17.500.000 nha các bạn, 17.500.000. Và xin chân thành cảm ơn các bạn đã chỉ rất nhiều. Ngoài ra còn những cái dòng xe tay ga khác cũng nhiều hơn đó, như là hy vọng các bạn các anh chị hãy tới